Sáng ngày 19 tháng 4 tại hội trường xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Nguyễn Văn Thiết cùng đồng bọn bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2016, phòng BC47 phối hợp cùng công an huyện Lâm Hà tiến hành kiểm tra nhà của đối tượng Nguyễn Văn Thiết, sinh năm 1972, trú tại thôn 11, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, phát hiện và bắt quả tang đối tượng đang có hành vi cất giấu mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình kiểm tra tại nhà của Thiết, công an thu giữ trên 55 gram heroin, gần 446 gram methamphetamine. Tiếp tục quá trình điều tra mở rộng vụ án, công an phát hiện hai đối tượng là Hồ Thị Lưu, sinh năm 1986, thường trú tại thôn Văn Minh, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tạm trú tại thôn Tân Đà, xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, và Lê Ngọc Hoàng, sinh năm 1991, thường trú tại thôn Nghĩa Hiệp, xã Liên Hiệp, đều nằm trong đường dây mua bán chất ma túy của Nguyễn Văn Thiết. Tại phiên sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thiết mức án tù chung thân, Hồ Thị Lưu 16 năm tù giam, Lê Ngọc Hoàng 8 năm tù giam. Những ngày này, hoạt động tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam là điểm thu hút được đông đảo đồng bào các dân tộc thiểu số trong cả nước về dự hội. Việc tham gia vào Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam là dịp để các đồng bào các dân tộc tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống và truyền